Xin chào các bác ạ, đây là bản Cerato bản 1.6 số sàn. Hôm nay sẽ được Đăng Phương Auto thực hiện lắp đặt bộ chốt cửa tự động. Khi đi với vận tốc từ 20 km/h sẽ tự động chốt. Với bản số sàn này thì sẽ khác bản số tự động một chút, nhưng mà các vị trí lắp thì vẫn như nhau. Thì hôm nay em sẽ thực hiện hướng dẫn các bác cách lắp đặt nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tháo cái ốp này ra. Ở đây có một cái hướng dẫn các vị trí của cầu chì. Chúng ta sẽ dựng cầu chì số 10 là cầu chì cốp. Tức là cầu chì này là cầu chì điện B cộng đi ạ. Cầu chì của bình đi ạ. Chúng ta sẽ phải dựng một cầu chì bình. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải rút một cái rắc này. Rút vị trí rắc này ạ. Rắc ở đầu ngón tay tôi chỉ đây ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải tháo cái sườn này ra để bắt mát. Khi chúng ta tháo cái vị trí này ra, tháo vị trí này ra để bắt mát. Đây ạ, cầu chì số 10 đây ạ. Hiện nay cầu chì số 10 này là bác chủ xe đang dùng rồi. Thì chúng ta có thể là dùng lên cầu chì không, chúng ta vẫn phải dùng cầu chì số 10 này. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải tháo con ốc này ra. Sau đó thì chúng ta cậy cái miếng này ra và luồn một cái dây sang bên kia. Vị trí bên kia thì chúng ta cũng sẽ tháo như vậy để luồn được. Chúng ta sẽ phải tháo cái ốc này ra. Chúng ta cậy bên dưới ra để lấy cái có một cái lở. Cậy bên dưới này ra, có một cái lở trước ạ. Chúng ta đẩy lùi lại là sẽ tháo được cái này ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải tháo cái này ra, ốp bậc này. Chúng ta tháo tiếp theo cái bộ phận này ra. Với dây bộ Autolock về nhà Cerato bản 1.6 số sàn thì chúng ta sẽ không dùng rắc ở trên này mà chúng ta sẽ dùng rắc này ạ. Chúng ta sẽ tháo cái rắc này ra. Chúng ta cậy này ra. Bẩy cái này lên. Bẩy lên để rút rắc ạ. Cho dừng lại đi. Đấy. Chúng ta bẩy cái lẫy đen này lên và chúng ta rút rắc ra. Chúng ta sẽ đấu một cái dây vào dây màu vàng này nhé. Trong này cụm này chỉ có duy nhất một dây màu vàng này thôi. Dây màu vàng đây ạ. Cụm này chỉ có duy nhất một dây màu vàng. Chúng ta sẽ đấu vào bên đó. Nào, em qua bên này đi. Ốp sườn này ra thì cũng dễ đấy ạ, toàn bộ là lẫy nhựa đấy ạ. Còn đây là vị trí bắt mát ở sườn. Cười đi, cứ tháo đi. Em cứ tháo ra đi, tháo cái dây dọ cũ của xe ra. Đây là dây bắt mát nhá. Dây bắt mát, vị trí mát. Đây ạ, chính là dây này. Ta luồn lên vị trí này để vắt mát. Dây này là dây đỏ, dây cầu chì. Thì chúng ta sẽ đưa vào cái cầu chì số 10 này. Cầu chì số 10 này. Cầu chì thứ tư từ trên xuống. Hàng đầu tiên từ trái qua. Cầu chì này trên trên bảng điều khiển ký hiệu là cầu chì của cốp ạ. Đây cầu chì của cốp. Chính là cầu chì cốp này ạ. Khi chúng ta thực hiện xong việc dây rắc chuyển đổi đây. Đây ạ, thì chúng ta sẽ cắm lại cái đầu này vào vị trí chúng ta vừa tháo ra trong này. Đây ạ, chúng ta vừa cắm lại vị trí này. Bản MT này thì cũng
cụm dây này rất to, sẽ hơi khó nhưng mà chúng ta vẫn hoàn toàn có thể cắm được nhé. Khi chúng ta cắm được rác này vào rồi, tiêu tiếp theo sẽ là cầu chì. Chúng ta sẽ rút cầu chì số 10 ra và chúng ta sẽ cắm vào đây. À đây, cái này chúng ta sẽ cắm lại vào bảng điều khiển ạ. Chúng ta sẽ luồn dây qua đây cho nó gọn. Điều còn lại của chúng ta là cắm module thôi ạ. Đây là bộ module xử lý ấy. Khi chúng ta cắm vào mà có hiện tượng nhảy chuột, có tiếng kêu ấy, chuột cửa thì là tất cả các tín hiệu đã chuẩn rồi đấy ạ. Trong này có một cái đèn có sáng, ok. Khi chúng ta thực hiện lắp đặt xong, chúng ta sẽ đi gọn các dây, lắp lại các vị trí này. Lắp lại các vị trí này, đi gọn các dây, thít các dây gọn này vào. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được bộ chốt cửa cho Cerato bản 1.6. Sử dụng chốt như xe bản 2 chấm. Sản phẩm này được cung cấp bởi các bác cần các sản phẩm về đồ chơi ô tô, cảm biến áp suất lốp, chốt cửa tự động hay những cam hành trình DVD cho tất cả các dòng xe thì có thể để lại thông tin, bên em sẽ có nhân viên tư vấn ạ.